Xin chào, rất vui vì tôi được gặp lại các bạn trong bạn hỏi vì phép trả lời, nơi mà ngay cả những câu hỏi ngáo ngờ nhất cũng không bị bỏ qua. Ngay bây giờ, let's go. Bạn Nguyễn Quang Đạt muốn biết tại sao các tấm phông dùng trong kỹ xảo điện ảnh lại có màu xanh lá. Trước hết thì chroma key là một kỹ thuật hậu kỳ và kỹ xảo điện ảnh được sử dụng để cô lập và loại bỏ một màu sắc hoặc một giá trị độ sáng nhất định khỏi một bức ảnh hoặc một video kỹ thuật số, khiến màu sắc hoặc giá trị độ sáng được chọn trở nên trong suốt. Kỹ thuật này được sử dụng phổ biến trong phát thanh truyền hình, đặc biệt là trong các chương trình tin tức. Trong lĩnh vực sản xuất phim, từ phim truyền hình cho đến phim chiếu rạp. Và cả trong những thức phim nghiệp dư được thực hiện bởi các YouTuber với mục đích thay thế phông nền thường có màu xanh lá bằng một hình ảnh tĩnh hoặc một video. Thế nhưng mà tại sao lại phải là màu xanh lá? Thực ra thì bạn có thể dùng bất cứ màu sắc nào để làm phông nền trong kỹ thuật chroma key. Chỉ có một điều duy nhất bạn cần phải lưu ý, đó là màu sắc được chọn làm phông nền phải không được trùng khớp với bất cứ màu sắc nào có trên người và trên trang phục của diễn viên. Bởi nếu không, phần màu trùng khớp đó sẽ biến mất và tạo ra những tình huống dở khóc dở cười như này đây. Và bằng một cách rất chi là vô tình, màu xanh lá và màu xanh dương là hai trong số những màu sắc hoàn hảo nhất cho kỹ thuật tách phông nền, khi chúng không trùng với bất kỳ tông màu da hay màu tóc tự nhiên nào, và cũng rất hiếm khi trùng với màu trang phục của diễn viên. Bạn Phạm Cường Sama muốn biết, trong lúc các siêu nhân biến hình thì bọn quái vật làm gì? Một cách vui vẻ mà nói thì chắc bọn nó cũng giống tớ, bạn và hàng triệu đứa con nít hồi đó, đang bận đứng xem chứ còn làm gì nữa à? Còn nghiêm túc mà nói, mặc dù bàn luận nghiêm túc về mấy bộ phim siêu nhân của con nít nghe nó cũng hơi dở hơi, thì màn biến hình của các siêu nhân có thể rất rất chóng vánh, chỉ là đạo diễn tua chậm chúng lại, đồng thời biên tập chúng theo phong cách phim truyền hình Ấn Độ, vừa để câu giờ, vừa để cho bạn có cái để mà xem. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 Soi. Combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao. Combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Bạn Mim Mim và ít nhất gần 2.000 bạn khác thắc mắc, điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất đâm vào một hành tinh cấu tạo 100% từ khí? Trước hết, xin mạn phép sửa câu hỏi của bạn Mim thành điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất đâm vào một hành tinh khí? Bởi về mặt lý thuyết mà nói, bạn sẽ không thể tìm đâu ra trong vũ trụ một hành tinh cấu tạo 100% từ khí. Kiểu gì thì kiểu, hành tinh đó cũng sẽ chứa đựng một phần rất nhỏ một hoặc một số nguyên tố không phải là khí như carbon hay silic chẳng hạn. Ok, hãy cùng tìm một hành tinh khí và ném nó vào trái đất, hay đúng hơn là ném trái đất vào nó. Nói là ném trái đất vào nó là bởi các hành tinh khí, về mặt kích thước mà nói, vô cùng to lớn. Trên thực tế, các hành tinh được cấu tạo chủ yếu từ khí được liệt vào lớp hành tinh khí khổng lồ, Gas Giant, và là những hành tinh lớn nhất bạn có thể tìm thấy trong vũ trụ. Nếu có thứ gì đó lớn hơn một hành tinh khí, đó chỉ có thể là một ngôi sao. Tiện nói đến sao, có những ngôi sao thậm chí còn nhỏ hơn cả một hành tinh khí. Lấy ví dụ như EBLM J055557A b nhỏ, ngôi sao nhỏ nhất từng được biết đến bởi con người, chỉ có đường kính khoảng 118.000 km, tức chỉ bằng khoảng 84% đường kính một tinh, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, đường kính khoảng 140.000 km. Quay trở lại với nội dung chính, nếu trái đất đâm vào một tinh, chậm lại một chút nhá, khi bạn gạt tay trúng má ai đó kiểu như gấu của bạn chẳng hạn, sẽ có hai tình huống có thể xảy ra. Nếu bạn gạt tay một cách chậm rãi, lực mà bàn tay bạn tác động lên má của gấu bạn sẽ là không đáng kể, tương tác đó sẽ được gọi là một cái tát yêu. Và nếu như bạn may mắn, bạn vẫn sẽ bình an vô sự sau sự kiện đó. Mũi cũng vậy, tát vào mặt của mũi đau lòng quên.
Tuy nhiên, nếu tốc độ của bàn tay là lớn, lực tác động là mạnh, sự kiện này sẽ được liệt vào danh mục tát SML. Với SML ở đây có nghĩa là sấp mặt luôn, tát vỡ alo hay thậm chí là bạo hành. Và sau đó, thậm chí sẽ không còn sau đó nữa nếu gấu bạn nó cầm tình còn gấu trắng bắc cực. A few moments later. Nói vậy để thấy rằng cái tốc độ mà tại đó trái đất va chạm với mộc tinh, nó sẽ quyết định toàn bộ những sự kiện xảy ra sau đó. Nói vậy cũng có nghĩa là ta cần phải quy định một tốc độ mà trái đất sẽ va chạm với mộc tinh, trừ khi bạn muốn video này có độ dài dừng vô cực. Và bạn thấy 29,78 km/giây hay 107.208 km/giờ thế nào? Nghe được phết nhở? Gấp tận 87 lần vận tốc của âm thanh trong không khí cơ mà. Nghe thì có vẻ nhanh, thế nhưng nếu bạn để ý một chút thì đây chính là tốc độ di chuyển của trái đất quanh mặt trời ở ngay thời điểm bạn xem video này. Và với tốc độ này, cảnh tượng trái đất khúc nhau với mộc tinh sẽ trông như thế này. Thật đấy, không đùa đâu. Và rồi, sau tất cả, điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất đâm trực diện mộc tinh ở vận tốc gần 30 km/giây? Một cách chính xác thì không ai biết cả. Đơn giản là bởi một mô phỏng quy mô lớn và phức tạp như vậy không hề dễ để thực hiện. Còn con người thì vẫn chưa có diễm phúc được quan sát một sự kiện kiểu như vậy ở ngoài đời. Tuy nhiên, có những thứ mà chúng ta có thể phỏng đoán được. Thứ nhất, nếu góc va chạm và tốc độ va chạm là đủ lớn, lực thủy triều tạo ra bởi mộc tinh sẽ không có đủ thời gian để xé toạc trái đất ra làm nhiều mảnh sau khi nó vượt qua giới hạn Roche. Đồng nghĩa với đó là trái đất có thể hút nhau trong trạng thái gần như toàn vẹn. Dành cho bạn nào chưa biết thì giới hạn Roche hay bán kính Roche được định nghĩa là khoảng cách mà trong đó một thiên thể sẽ tan rã dưới tác động của lực thủy triều tạo ra bởi một thiên thể khác. Bạn có thể xem cụ thể hơn trong video vũ trụ 25. Thứ hai, tại thời điểm bắt đầu va chạm, khí quyển của trái đất dày khoảng 100 km sẽ hút nhau cực mạnh với khí quyển mộc tinh dày khoảng 5.000 km. Sức ép khủng khiếp khiến nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, tạo ra một vùng sáng chói tại điểm va chạm, thiêu đốt vạn vật trên bề mặt trái đất, trong đó bao gồm đến những gì đang cháy trên bề mặt, bởi toàn bộ hành tinh của chúng ta sau khi tiến nhanh qua các tầng mây sẽ nhanh chóng bị xé vụn và nấu chảy khi tiến vào các lớp đặc hơn của mộc tinh. Chung cuộc, mộc tinh sẽ nóng hơn đáng kể so với hiện tại, với nhiệt độ tại khí quyển tăng từ -145°C lên cả 1000°C và sẽ tỏa sáng một cách yếu ớt trên bầu trời đêm trong khoảng vài nghìn năm. Ngoài ra thì nó cũng sẽ béo lên một chút do sự nở ra của không khí khi bị hầm nóng. Phần còn lại của trái đất, bao gồm kim loại và các hợp chất silicate, sẽ chìm xuống phần lõi của hành tinh khí. Tóm cho máy lại thì là toang. Toang thật rồi bố em mà. Bạn Hải Gióng, Hải Gióng Hồng A, muốn biết nếu dí điện vào con lươn điện Nam Mỹ thì nó có bị làm sao không? Xưa giờ người ta cứ tưởng siêu năng lực của bọn này là phóng điện. Nói sai thì cũng không hẳn là sai. Thế nhưng siêu năng lực thực sự của những con lươn điện phải là biến người bình thường thành siêu nhân điện quang mới đúng. Nam Mỹ trưởng thành, dài tới 2m và nặng hơn 20kg, có thể phóng ra dòng điện 860V, cường độ 1A trong khoảng 2ms, đủ để hình thành một cơn đau tê dại và gây choáng đối với người dính phải. Trên lý thuyết thì một con lươn điện hoàn toàn có thể giật chết một người trưởng thành khỏe mạnh, khi mà nó có thể tung ra một loạt từ 10 đến 30 cú trích điện liên tiếp nhờ gần 1 triệu tế bào phát điện được bố trí dọc hai bên sống lưng. Quay trở lại với câu hỏi của bạn Hải Gióng, những con lươn điện sở hữu một cơ chế đặc biệt giúp chúng hạn chế việc bị giật bởi nguồn điện tạo ra bởi bản thân chúng.
nói là đặc biệt cho sang mồm thôi, chứ thực ra chúng ta vẫn chưa biết chính xác bằng cách nào mà luân điện và nhiều sinh vật có khả năng phóng điện khác như cá đuối điện hay cá chê điện có thể dùng điện để kích cá mà vẫn bình an vô sự. Người thì đoán là do luân điện lớn hơn đáng kể so với con mồi của chúng, nên dòng điện vừa có thể giết chết con mồi, vừa không làm ảnh hưởng đến bản thân chúng. Người thì đoán là do dòng điện phân tán rất nhanh trong môi trường nước, nên không có đủ thời gian làm bị thương con lươn. Người thì cho rằng bọn này sở hữu một loại protein đặc biệt, có khả năng cô lập và cách điện những cô máy phát điện của chúng. Xin nhắc lại rằng, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán mà thôi. Nói là những cơ chế đặc biệt đó nếu tồn tại cũng chỉ giúp những con lươn điện hạn chế việc bị điện giật, là bởi việc lươn điện tự trích điện chính bản thân mình đã từng được quan sát cả ngoài tự nhiên lẫn trong các hồ cá, theo một bài viết trên Forbes.com. Vẫn theo như bài viết này thì nếu một con lươn điện cảm thấy bị đe dọa và bắt đầu phóng điện trong hoảng loạn, nguồn điện tạo ra có thể gây nguy hiểm cho không chỉ nó mà cho tất cả những con lươn điện ở gần đó. Nói vậy để thấy rằng cơ chế cách điện của lươn điện là không hoàn hảo và rằng một con lươn điện hoàn toàn có thể bị điện giật chết. Câu hỏi của bạn Hải đề cập đến một thiết bị gọi là kích cá, một thiết bị dùng để đánh bắt cá trái pháp luật, nguy hiểm và mang tính tàn phá hệ sinh thái rất cao. Theo Wikipedia, các loại kích dùng trong đánh bắt cá có khả năng biến đổi dòng điện một chiều 12V thành dòng điện xoay chiều với điện áp từ 100 đến 500V. Dòng điện này là đặc biệt nguy hiểm, có khả năng gây sốc và giết chết gần như bất kỳ loại cá nước ngọt nào, đặc biệt là tại những vùng nước nhỏ và nông. Trên thực tế thì nhiều người đi trích điện do bất cẩn, chủ quan đã bị điện giật tử vong. Nói vậy để thấy rằng nếu bị kích điện, lươn điện chứ đến bố lươn điện e là cũng khó thoát. Xem ra, việc sinh ra ở Nam Mỹ chứ không phải ở Việt Nam đã là diễm phúc 69 đời của họ nhà lươn điện. Bạn kinh game muốn biết mất bao lâu để tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng với nhau? Một cách ngắn gọn, sự kiện 8 hành tinh trong hệ mặt trời xếp thẳng hàng với nhau sẽ gần như không bao giờ xảy ra, hay chính xác hơn là chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Theo đó, người ta tính toán được rằng, cứ mỗi 0,396 năm trái đất, thủy tinh, hành tinh nằm trong cùng của hệ mặt trời sẽ lại bay lướt qua kim tinh và nằm trong cung 3,6 độ với tâm là hành tinh này trong khoảng 0,0045 hay khoảng 35,04 giờ. Cứ mỗi lần như vậy, xác suất để trái đất cũng nằm trong cung 3,6 độ đó là 1/100. Đồng nghĩa với đó, 3 hành tinh nằm trong cùng sẽ tương đối thẳng hàng với nhau một lần mỗi 39,6 năm trái đất. Tương tự như vậy, xác suất để mỗi hành tinh trong số 5 hành tinh còn lại là Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh và Hải vương tinh nằm trong cung 3,6 độ đó cũng là 1/100. Tương đương với thời gian trung bình cho mỗi lần 8 hành tinh trong hệ mặt trời xếp tương đối thẳng hàng với nhau khoảng, bạn đoán xem, 396 tỷ năm. Và nếu như bạn muốn chúng xếp thật thẳng hàng với nhau, ta có thể khép góc chiếc cung 3,6 độ xuống còn 1 độ. Khi này, thời gian chờ 8 hành tinh thẳng hàng tăng lên thành 13.400 tỷ năm. Thế sao lúc đầu ông bảo là không bao giờ xảy ra? Dù bài toán đã có lời giải, thế nhưng trong thực tế, sự kiện thiên văn thú vị này vẫn sẽ không bao giờ xảy ra, đơn giản là bởi một số hành tinh không tồn tại được lâu đến thế. Dành cho bạn nào chưa biết thì sau khoảng 5 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ tiến hóa thành một dạng sao mới, gọi là sao khổng lồ đỏ, với đường kính gấp khoảng 200 lần đường kính hiện tại, tương đương với khoảng 278 triệu km. Trong khi đó, khoảng cách giữa thủy tinh, kim tinh, trái đất và hỏa tinh với mặt trời chỉ lần lượt là 58 triệu, 108 triệu, 150 triệu và 228 triệu km mà thôi. Đồng nghĩa với đó là những hành tinh nằm trong cùng sẽ xèo từ rất rất lâu trước khi chúng có cơ hội thẳng hàng với những hành tinh còn lại. Bạn toàn trần muốn biết sẽ thế nào nếu bạn không có một chút mỡ nào trong cơ thể? Bên cạnh việc sẽ rất là nạc, việc không có một chút mỡ nào trên cơ thể không tuyệt vời như nhiều chị em đang nghĩ. Đồng ý là team chị em mỗi năm dành tới cả tỷ đô la để trục xuất bớt mỡ ra khỏi cơ thể, theo một bài viết trên Medium.com. Tuy nhiên, cho dù bạn có cố gắng cách nào và tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, mỡ vẫn sẽ luôn tìm cách quay trở lại với cơ thể bạn,
Nguyên nhân rất đơn giản, do bạn có thể không cần mỡ, chứ cơ thể bạn thì cần, rất cần là đằng khác. Dễ thấy nhất, mỡ là nguồn năng lượng dự trữ của cơ thể, tựa như một cục pin dự phòng đối với một chiếc smartphone vậy. Cơ thể bạn đốt mỡ để giải phóng năng lượng trong trường hợp bạn phải nhịn ăn quá lâu. Vào những năm 1990, người ta khám phá ra rằng mỡ có khả năng giải phóng một số loại hormone, biến nó trở thành một cơ quan nội tiết. Không chỉ vậy, còn là một cơ quan nội tiết quan trọng. Cụ thể hơn, các tế bào mỡ sản sinh estrogen và leptin vô cùng quan trọng đối với quá trình dậy thì và sinh sản ở nữ giới. Theo đó, người ta từng quan sát thấy nhiều vũ công ba lê không có kinh nguyệt và thậm chí không dậy thì cho đến khi họ từ giã sự nghiệp. Nguyên nhân là bởi họ quá gầy hay chính là có quá ít mỡ trong cơ thể, dẫn đến thiếu hụt estrogen và leptin. Ghê gớm hơn, mỡ còn ảnh hưởng đến kích thước bộ óc của bạn. Vẫn theo bài viết trên Medium.com, những người sở hữu các cục mỡ không khỏe mạnh, kiểu nôm na là các tế bào mỡ không sản xuất đủ hormone, thường có bộ não nhỏ hơn so với những người sở hữu bộ mỡ khỏe mạnh. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, mỡ nó cũng có mỡ khỏe mạnh và mỡ không khỏe mạnh à nha. Ngoài ra, sở hữu một lượng mỡ hợp lý, và nhấn mạnh là một lượng mỡ hợp lý chứ không phải là nhiều mỡ, còn giúp bạn kiểm soát mật độ xương, giảm bớt nguy cơ gãy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và hỗ trợ chữa lành vết thương. Theo Healthline.com, lượng mỡ để có một thân hình cân đối rơi vào khoảng từ 21 đến 24% khối lượng cơ thể đối với nữ và từ 14 đến 17% khối lượng cơ thể đối với nam. Để cho bạn dễ hình dung thì lượng mỡ của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp rơi vào khoảng từ 10 đến 11% khối lượng cơ thể. Riêng với anh 7, con số này là 7%. Và cuối cùng, ngay cả khi bạn có hơi ú một chút, mỡ vẫn mang lại những lợi ích nhất định. Dẫu chất béo thường là nguyên nhân dẫn đến đau tim, đột quỵ, tiểu đường và vô số bệnh nguy hiểm khác, một số nhà nghiên cứu lại phát hiện ra rằng nếu cùng bị đau tim, đột quỵ hay tiểu đường, người quá gầy tức có quá ít mỡ thường dễ tử vong hơn so với người màu mỡ tức hơi nhiều mỡ một chút. Ngoài ra thì một nghiên cứu khoa học đăng tải trên JamaNetwork.com còn đi đến một kết luận khá là ngáo ngơ, đó là người thừa cân được định nghĩa là có chỉ số khối lượng cơ thể BMI từ 25 đến 30, sở hữu tỷ lệ tử vong vì bệnh tật thấp hơn đáng kể so với người có cân nặng bình thường. Sao tự dưng mình lại thấy yêu cái body 6 múi chụm 1 của mình thế nhỉ? Bạn Phan Anh muốn biết nếu như loài muỗi tuyệt chủng thì sao? Loài muỗi tuyệt chủng nghe cứ như thể là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trên trái đất, bên cạnh sự tuyệt chủng của sâu bọ, gián, nhện, rắn hay là chuột. Thế nhưng mà sự biến mất của sinh vật tạo ra một trong những âm thanh gây ức chế bậc nhất thế giới liệu có tuyệt vời như bạn nghĩ? Trước hết, muỗi biến mất đồng nghĩa với hàng loạt công ty, xí nghiệp sản xuất gương muỗi, thuốc xịt muỗi, vợt muỗi, máy bắt muỗi, máy xua muỗi và màn chống muỗi sẽ phá sản hoặc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh nhắm đến một sinh vật gây ức chế khác như ruồi chẳng hạn. Các hãng sản xuất điều hòa thì không còn cơ hội để quảng cáo tính năng đuổi muỗi trên thiết bị của mình. Các công ty dược mỹ phẩm cũng sẽ phải loại bỏ kem và thuốc xịt chống muỗi đốt, cũng như kem bôi sau khi bị muỗi đốt ra khỏi danh mục sản phẩm của mình. Hàng nghìn nhà muỗi học trên khắp thế giới sẽ phải lang thang tìm kiếm một công việc mới. Rộng ra một chút, sẽ không còn ai mắc và thiệt mạng vì những căn bệnh do muỗi truyền như bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, sốt vàng da, sốt tây sông Nin, viêm não Murray Valley, viêm não Nhật Bản, viêm não ngựa, vân vân và mây mây. Đây có lẽ là tin vui nhất khi mà mỗi năm có tới gần 700 triệu người mắc các bệnh do muỗi truyền, với hơn 1 triệu người trong số đó tử vong. Rộng ra chút nữa, một số loài cá nhỏ sẽ cảm thấy hụt hẫng khi mà một trong những món khoái khẩu của chúng có tên gỏi loang quăng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thực đơn. Một lượng lớn côn trùng, chim và rơi ăn muỗi sẽ chết đói trong ngắn hạn khi chúng tạm thời chưa tìm được nguồn thực phẩm thay thế. Một số loài hoa sẽ cảm thấy nhớ nhung ra giết những con muỗi đực khi chúng là một trong những sinh vật thụ phấn khá là tích cực. Tụ chung lại thì việc loài muỗi biến mất hoàn toàn trên trái đất là một điều tốt đẹp đối với nhân loại.
nền kinh tế và hệ sinh thái chắc chắn sẽ bị tác động. Tuy nhiên, sự tác động đó là quá nhỏ để có thể đặt lên bàn cân. Nói đi thì cũng phải nói lại, ước muốn quét sạch loài muỗi trên trái đất, mạnh dạn đoán là của không ít người, có phần hơi quá đáng. Nói là quá đáng là bởi trong số khoảng 3.500 loài muỗi đang tồn tại trên khắp thế giới, chỉ có khoảng 200 loài hút máu người, số còn lại hút máu chim, các loài thằn lằn, gia súc và nhiều loài có vú khác. Trong số những loài hút máu người, chỉ những loài thuộc ba chi là Anopheles, Culex và Aedes là truyền bệnh. Số còn lại ngoài hút máu ra, không có dã tâm nào khác. Ngay cả trong cộng đồng những loài muỗi vừa hút máu vừa truyền bệnh thì cũng chỉ có những con cái là đáng bị tiêu diệt, những con đực ăn chay trường và hoàn toàn không gây hại cho con người. Và việc tiêu diệt cả một họ sinh vật khổng lồ hơn 3.000 loài với khoảng 7 triệu tỷ cá thể chỉ vì những tội ác gây ra bởi những con cái của một vài loài trong họ đó, theo bạn có phải là quá độc ác hay là không? Bỏ qua chuyện có ác hay là không, loài muỗi chắc chắn sẽ không sớm tuyệt chủng, ít nhất là theo cách tự nhiên. Theo Wikipedia, loài muỗi đã tồn tại từ kỷ Creta và đã tồn tại liên tục trong suốt 99 tỷ năm. Để cho bạn dễ hình dung thì hầu hết các loài khủng long đều tuyệt chủng cách đây khoảng 65 triệu năm và con người mới chỉ xuất hiện trên trái đất đâu đó khoảng hơn 300.000 năm. Nói vậy để thấy rằng muỗi là một trong những sinh vật sở hữu nhiều kinh nghiệm sinh tồn nhất và rằng nếu có tuyệt chủng, e là bọn này cũng sẽ tuyệt chủng sau chúng ta rất rất lâu. Bạn quên Ngọc Dũng muốn biết tại sao da người lại chuyển sang màu tối khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Lượng nắng nhiều thì đen da, đó là một điều hiển nhiên và thường thì người ta không mấy quan tâm đến những thứ hiển nhiên. Vậy nên nếu được hỏi tại sao da người lại chuyển sang màu tối khi tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, giám cá tỷ lệ người được hỏi cứng họng, ấp a ấp úng và lắp bà lắp bắp sẽ khá là cao. That you want. Một cách đơn giản và ngắn gọn, ánh sáng mặt trời kích thích các tế bào biểu bì có tên melanocyte sản sinh ra melanin. Melanin là một loại sắc tố màu tối. Khi xuất hiện với số lượng lớn dưới lớp biểu bì, chúng sẽ gây đen da. Thế nhưng, tại sao điều này lại xảy ra? Các nhà khoa học cho rằng đó là một cơ chế phòng vệ của cơ thể trước tác hại của ông mặt trời. Ta biết rằng tia UV từ mặt trời có khả năng gây đen và sạm da, nhăn da, tàn nhang, đồng thời thúc và đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Nguy hại hơn là gây cháy nắng hay thậm chí là ung thư da. Để ngăn chặn điều này, cơ thể sản sinh ra melanin, một loại hấp tố hấp thụ ánh sáng hiệu quả, đồng thời có khả năng làm tiêu tan tới 99,9% lượng bức xạ cực tím mà chúng hấp thụ. Tốt đẹp là vậy, thế nhưng melanin vẫn bị thù ghét bởi team chị em khắp nơi trên thế giới, có lẽ là chỉ trừ châu Phi. Bạn Bảo Trần muốn biết tại sao khi hoảng sợ thì người ta thường ngất xỉu. Trước hết phải khẳng định rằng chuyện ngất xỉu khi sợ hãi khá là hiếm gặp, chứ nó không thường xảy ra như bạn Bảo Trần nghĩ. Nguyên nhân gây ra cái sự ngất bất thình lình này là do cơ thể phản ứng một cách thái quá với một số tác nhân đáng sợ như máu hay những cú sốc về cảm xúc. Có thể là khi bạn quá đau khổ vì mới bị cắm sừng, quá căng thẳng, lo lắng hay sợ hãi về một sự kiện bất ngờ vừa mới xảy ra, hay thậm chí là quá sung sướng và phấn khích khi được Crusher nắm tay. Thế nhưng mà cảm xúc nó chỉ là những yếu tố kích thích. Phản ứng ngáo chó của cơ thể mới là thứ khiến bạn lăn đùng ra ngất. Thật vậy, cơ chế chung đằng sau cái sự ngất đến từ sự trục trặc của hệ thần kinh, khiến tim đập chậm lại và gây giãn nở mạch máu, dẫn đến tụt huyết áp và cuối cùng là thiếu máu lên não, gây xỉu. Sự ngất khi nhìn thấy máu hoặc khi bùng nổ cảm xúc như vừa trình bày bên trên có tên khoa học là ngất do thần kinh phế vị hay ngất xỉu phế vị và là một trong ba dạng của ngất phản xạ, được định nghĩa là tình trạng mất ý thức trong thời gian ngắn do sự tụt huyết áp gây ra bởi hệ thần kinh, bị thần kinh. Dành cho bạn nào chưa biết thì dây thần kinh phế vị chính là cặp dây thần kinh số 10, đồng thời là một trong tổng số 12 cặp dây thần kinh sọ não của con người. Về cơ bản thì ngất do thần kinh phế vị không phải là bệnh,
và cũng không cần điều trị. Người bị ngất sẽ tỉnh lại sau khi máu được bơm lên não. Tuy nhiên, nó có thể gây ra những chấn thương nguy hiểm, đặc biệt là khi bạn ngã đập đầu xuống một bề mặt cứng hoặc ngất khi ở nhà một mình. Ngoài ra thì ngất xỉu trong đa phần các trường hợp sẽ khiến bạn cảm thấy xấu hổ và khá là nhục xịp sau khi tỉnh dậy. Tiện nói về nhục xịp, ngất xỉu khi thấy máu hay khi bị kích thích mạnh về mặt cảm xúc thực ra vẫn chưa phải là quá tệ khi đặt cạnh ngất tình huống và ngất do mẫn cảm xoang động mạch cảnh, hai dạng hiếm gặp hơn của ngất phản xạ. Cụ thể hơn, ngất do mẫn cảm xoang động mạch cảnh, đúng như tên gọi của mình, là sự ngất khi cơ thể phản ứng một cách thái quá đối với một số kích thích lên xoang động mạch cảnh nằm ở cổ. Đồng nghĩa với đó là người có xoang động mạch cảnh quá mong manh dễ vỡ có thể bị ngất khi đang được massage cổ, khi mặc một cái áo với phần cổ quá chật, khi quay đầu hay thậm chí là khi cạo râu. Và bạn tưởng vậy là hết đó hả? Dạng còn lại của ngất phản xạ, ngất tình huống sẽ thực sự khiến bạn phải hoặc là đeo mo vào mặt, hoặc là phải luôn mang theo bên mình một cái xẻng. Để làm gì hả? Để đào lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục chứ còn gì nữa. Thật vậy, ngất tình huống được định nghĩa là sự mất ý thức tạm thời xảy ra trong một số tình huống nhất định, như khi lấy máu làm xét nghiệm, khi hiến máu, khi ho, khi nâng một vật nặng, khi nuốt thức ăn, và quan trọng nhất là khi đi tiểu tiện và đại tiện. Bạn Anh Tung và ít nhất hơn 300 bạn khác muốn biết tại sao khi ta cắt lông đi thì lông nó lại biết là nó đã bị cắt để mọc lại, và tại sao nó lại mọc có giới hạn chứ không mọc quá dài hay quá ngắn. Câu trả lời cho câu hỏi nghe thì có vẻ loằng ngoằng này thực ra rất đơn giản. Lông trên cơ thể bạn không biết chúng đã bị cắt. Trên thực tế, chúng chả biết cái vẹo gì cả vì chúng là những tế bào chết. Việc bạn cạo hay không cạo lông nó không ảnh hưởng gì đến việc mọc của họ nhà lông. Bạn cạo thì nó mọc lại, mà bạn không cạo thì nó cũng vẫn cứ mọc. Còn nguyên nhân tại sao lông cơ thể, đặc biệt là lông nách, lại chỉ mọc đến một mức độ nhất định chứ không dài mãi như tóc thì nằm ở sự khác nhau trong chu kỳ sinh trưởng của lông và tóc. Điểm chung của các chu kỳ đó là chúng đều bao gồm một pha phát triển, một pha chuyển tiếp và một pha nghỉ. Điểm khác biệt nằm ở thời gian của từng pha cũng như tốc độ phát triển của tóc và lông tại mỗi vị trí khác nhau trên cơ thể. Ví dụ như tốc độ phát triển trung bình của sợi tóc là khoảng 1,27cm mỗi tháng. Trong khi đó, tốc độ đâm chồi nảy lộc của lông nách là gấp đôi, khoảng 2,54cm mỗi tháng. Quay trở lại với nội dung chính, sở dĩ lông cơ thể chỉ mọc tới một mức độ nhất định dẫu bạn có nuôi chúng trong bao lâu đi chăng nữa là do pha phát triển của hầu hết các loại lông, từ lông mày, lông mi, lông mặt, lông tay, lông chân cho đến lông nách là khá ngắn, chỉ từ 30 đến 45 ngày. Ngoài ra thì đa phần chúng cũng phát triển khá chậm, ví dụ như lông mày chỉ mọc được khoảng 4,2mm mỗi tháng. Trong khi đó, pha phát triển của tóc lên tới từ 2 đến 6 hoặc 7 năm. Đó là lý do khiến chúng có thể dài tới 5,627m như trong trường hợp bà Xia Qingping, người đang nắm giữ kỷ lục mái tóc dài nhất thế giới. Bạn SBP Gaming thắc mắc, nếu một con muỗi hút máu một người nhiễm HIV thì nó có bị nhiễm HIV hay không? Câu trả lời một cách ngắn gọn và dễ hiểu là không. Chắc chắn là không và may mắn là không. Nghe thì khá là vô lý, bởi nếu như bạn không cúp các lớp học chuyên về phòng chống HIV/AIDS, bạn sẽ biết rằng HIV lây truyền qua vài con đường. Một trong số đó là thông qua việc dùng chung kim tiêm. Và nếu như kim tiêm có thể lây truyền HIV/AIDS, tại sao cái vòi của một con muỗi lại không? Câu trả lời là do cái vòi của một con muỗi không giống cái kim tiêm như bạn vẫn tưởng. Nếu như bạn là một nhà khoa học và sở hữu một chiếc kính hiển vi quang học với giá từ vài cho tới vài chục triệu đồng, hoặc nếu bạn sở hữu kỹ năng Google ở mức khá trở lên, bạn sẽ biết rằng cái mà bạn tưởng là cái kim hay cái vòi của những con muỗi nữ thực chất được hợp thành từ 6 cái kim nhỏ hơn. Hai trong số đó đóng vai trò như những mũi khoan, làm nhiệm vụ khoan một lỗ xuyên qua da. Hai cái khác tách và cố định vị trí cái lỗ mà con muỗi sắp tác nghiệp. Hai cái còn lại có dạng ống, một dùng để bơm những dòng nước bọt chứa chất chống đông máu vào người bạn và một dùng để hút máu.
Việc dùng hai ống riêng biệt cho việc tiết nước bọt và hút máu là lý do quan trọng khiến muỗi không thể chuyển HIV. Đơn giản là bởi thứ duy nhất mà chúng bơm vào cơ thể người chỉ là một chút nước bọt mà thôi. Ông ơi, người ta hỏi là muỗi có bị nhiễm HIV không, chứ có hỏi là muỗi có truyền được HIV không đâu. Bình tĩnh nào. Về phần mình, muỗi cũng không sợ HIV. Đơn giản là bởi HIV cần tế bào T để bám vào và bắt đầu quá trình nhân bản. Muỗi thì không có tế bào T, do đó HIV không thể nhân bản và đành ngậm ngùi bị tiêu hóa. Ngay cả trong trường hợp HIV có thể bằng cách nào đó tồn tại bên trong cơ thể những con muỗi, căn bệnh thế kỷ vẫn khó lòng có thể truyền từ muỗi sang người. Theo một bài viết trên Nature.com, để các bệnh do muỗi truyền có thể lây từ người sang người, mầm bệnh cần lưu thông trong máu của vật chủ ở một mức độ đủ lớn. Trong khi đó, lượng HIV trong máu người lưu thông ở mức thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để có thể tạo ra một sự lây nhiễm mới thông qua vết cắn của một con muỗi. Vẫn theo bài viết này, giả sử một con muỗi có thể tiêm máu nhiễm HIV vào cơ thể người, ta sẽ cần khoảng 10 triệu vết cắn để truyền một đơn vị HIV. Để cho có tương quan thì những bệnh nhân HIV/AIDS có thể sở hữu tối đa tới 10 đơn vị HIV. Nói vậy có nghĩa là việc vô tình nuốt phải một con muỗi hoặc đập chết một con muỗi vừa mới chích một người dương tính với HIV cũng hoàn toàn không thể khiến bạn lây nhiễm HIV. Yên tâm mà đập muỗi đi nha anh em. Bạn Hoàng Anh Bùi muốn biết ánh sáng từ mặt trời sẽ đi được đến đâu trong vũ trụ và điện có tốc độ hay là không? Ánh sáng từ mặt trời sẽ đi được đến đâu trong vũ trụ? Một cách lý thuyết và máy móc mà nói thì các photon trong ánh sáng mặt trời có thể đi tới tận cùng của vũ trụ miễn là chúng không bị hấp thụ bởi một cái gì đó trên đường đi của mình. Cơ mà thế thì hơi nhạt nhẽo nhỉ? Hãy cùng modify câu hỏi của bạn Hoàng Anh một chút nhé. Chúng ta có thể đi bao xa khỏi mặt trời mà vẫn có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Theo một bài viết trên usm.maine.edu, website chính thức của trường đại học Nam Maine, University of Southern Maine ở Mỹ, khoảng cách tối đa mà tại đó bạn có thể nhìn thấy mặt trời bằng mắt thường rơi vào khoảng 58 năm ánh sáng, tức là khoảng 548,7 nghìn tỷ km. Xa hơn một chút, bạn sẽ cần tới sự trợ giúp của ống nhòm hoặc là một chiếc kính thiên văn. Đối với câu hỏi thứ hai, điện có tốc độ, chắc chắn là như vậy. Thế nhưng tốc độ của điện là bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào cách mà bạn định nghĩa nó. Trong một vài video trước đây của VFX, chúng tớ từng trả lời rằng tùy vào từng loại vật liệu được sử dụng làm dây dẫn mà tốc độ dòng điện có thể dao động từ 50 đến 99% vận tốc ánh sáng, tức là từ 149.896 cho đến 296.795 km/s. Tốc độ điện trong trường hợp này được định nghĩa là tốc độ mà tại đó năng lượng hoặc tín hiệu điện chuyển qua dây dẫn, hay chính là tốc độ của sóng điện tử trong dây dẫn. Tuy nhiên, có một định nghĩa phổ biến hơn về dòng điện thường được giảng dạy trong nhà trường rằng thì mà là dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt năng điện, thường là electron. Theo định nghĩa này, tốc độ của điện chính là vận tốc trôi trung bình của các electron trong dây dẫn. Vẫn theo đó thì vận tốc trôi trung bình của electron trong một dây dẫn đồng đường kính 2mm mang dòng điện một chiều 10A rơi vào khoảng 80cm/s hay 0,0002m/s. Đồng nghĩa với đó là một electron sẽ cần tới hơn 1 giờ chỉ để đi được 1m trong dây dẫn. Riêng với dòng xoay chiều, các electron không thực sự trôi dọc theo dây dẫn, thay vào đó chúng dao động qua lại quanh một vị trí và do đó sở hữu vận tốc trôi thực bằng không. Bạn Đạt Tóc Quăn thắc mắc, người xưa có câu vợ chồng đồng lòng tát biển đồng cũng cạn. Vậy chính xác thì hai vợ chồng tát biển đồng bao lâu thì sẽ cạn? Trước hết thì câu thành ngữ đúng phải là thuận vợ thuận chồng tát biển đồng cũng cạn. Chữ thuận trong câu thành ngữ này không phải là tên của cặp vợ chồng mà ám chỉ sự đồng lòng, nhất trí, hòa hợp của hai cá thể thường là một nam một nữ nằm trong một mối quan hệ tự nguyện và phức tạp, được gọi là mối quan hệ vợ chồng hay hôn nhân. Trong mối quan hệ này thì cá thể nam thường được mô tả như là phái mạnh hay trụ cột cả về kinh tế lẫn tinh thần. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quyền lực thực sự lại thường nằm trong tay các bà vợ.
tác ở đây không phải là hành động đánh ai đó hoặc cái gì đó bằng lòng bàn tay hoặc một vật phẳng, aka gạt tay trúng má, mà là hoạt động chuyển nước từ nơi này sang nơi khác, thường bằng động tác hất mạnh, sử dụng gầu, xô hoặc chậu. Biển Đông là thực thể chứa nước mặn lớn nằm ở phía đông của Việt Nam. Biển Đông chứa nhiều đảo và quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Người ta đồn rằng Biển Đông chứa lưỡi của một con bò khổng lồ, thích la liếm những thứ không phải là của mình. Nghe nói cái lưỡi đã bị cắt bởi một tộc người có truyền thống vả vào mặt bọn la liếm suốt 4.000 năm, gọi là người Việt. Từ các định nghĩa trên, ta suy ra thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn, hàm ý nói trong cuộc sống chỉ cần vợ chồng đồng lòng nhất trí thì không khó khăn thử thách nào là không thể vượt qua, bao gồm cả việc tát cạn Biển Đông. Quay trở lại với câu hỏi của Đạt, tên đẹp phết nhỉ? Để biết chính xác hai vợ chồng tát Biển Đông bao lâu thì sẽ cạn, ta sẽ cần phải làm rõ một vài biến số. Theo Britannica.com, Biển Đông rộng khoảng 3,5 triệu km vuông và sâu trung bình khoảng 1.212 mét, tương đương với thể tích nước khoảng 4.242.000 km khối hay 4,242 triệu tỷ mét khối. Công cụ tát nước phổ biến nhất tại các vùng nông thôn Việt Nam xưa là gầu, gàu, gàu dây hay gầu dai. Gầu thường được đan bằng tre, miệng và thân gầu được nẹp chắc bằng các bản tre hoặc gỗ. Gầu được buộc 4 dây, 2 dây ở miệng gầu gánh toàn bộ trọng lượng nước, 2 dây ở đáy gầu chịu lực ít hơn, chủ yếu dùng để định hướng gầu khi tát. Dành cho bạn nào vẫn còn đang nhầm lẫn thì gầu dây và gầu sòng hoàn toàn khác nhau. Theo đó, gầu dây có hình thúng và có dây thừng, dùng cho hai người tát. Trong khi đó, gầu sòng có hình trụ nửa ống, có cán, được treo vào một chạc ba chân và do một người tát. Quay trở lại với nội dung chính, thể tích của gầu dây khá lớn, có thể lên tới khoảng 15 lít nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mỗi lần tát chỉ múc lên được lượng nước khoảng từ 30 đến 50% thể tích của gầu. Cũng dựa trên thực tế quan sát, ta có thời gian cho một chu trình tát nước rơi vào khoảng từ 1 đến 3 giây, tùy vào rank của các tát thủ. Bỏ qua chuyện vợ chồng nhà Thuận tính tát nước Biển Đông vào cái gì, hay chính là lấy cái gì ra để đựng nước Biển Đông, ta có thời gian cần để tát hết nước Biển Đông sử dụng một cái gầu dai kích thước tiêu chuẩn với tốc độ tát khoảng 1 lần mỗi giây. Mỗi lần tát được khoảng 5 lít nước rơi vào khoảng 26 tỷ 902 triệu 587.519 năm, gấp gần 2 lần tuổi của vũ trụ. Và đó là còn chưa bao gồm thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, chăm sóc con cái và di đủ thứ chuyện mà một cặp vợ chồng thường làm đó đấy nhá. Nói thêm một chút về thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn. Theo một bài viết trên tech12h.com, câu thành ngữ này được lấy từ tích của câu chuyện tát cạn Biển Đông trong dân gian. Khi hai vợ chồng nhà nọ ra tát Biển Đông, anh chồng thoái chí vì thấy biển quá lớn, chẳng biết tát đến bao giờ mới cạn. Thế nhưng chị vợ lại khuyên răn, an ủi chồng rằng sắp nhìn thấy đáy biển rồi, nước đã vơi đi nhiều rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa. Đéo tin. Và giờ thì bạn biết tại sao Tào Tháo lại cho rằng phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại thì ắt sẽ thành công. Và đó có lẽ cũng là lý do khiến trong những giờ phút quyết định, người đàn ông này có ít niềm tin vào phụ nữ hơn. B là đáp án cuối cùng của tôi. Trong những giờ phút quyết định, tôi có ít niềm tin vào phụ nữ hơn. Câu trả lời B là đúng, xin chúc mừng. Vỗ tay, vỗ tay. Vô tay! Bạn Phước Thịnh Lê và 243 bạn khác thắc mắc vì sao hầu như trên đầu ai cũng có một cái xoáy vậy? Trước hết thì cái xoáy mà bạn Phước nhắc đến có bản chất là một mảng lông mọc theo hướng tròn quanh một tâm có thể nhìn thấy được. Xoáy lông có thể xuất hiện theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, xuất hiện cả ở trên đầu lẫn trên cơ thể và xuất hiện ở hầu hết các loài động vật có lông chứ không riêng gì con người. Ở người, xoáy đầu thường xoáy theo chiều kim đồng hồ. Những cái đầu một xoáy là dạng phổ biến nhất, hai xoáy hiếm gặp hơn và đầu ba xoáy là dạng đầu hiếm gặp nhất. Nếu bạn có một cái đầu bốn xoáy, hãy liên hệ ngay với tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới để trở nên nổi tiếng. Còn về chuyện tại sao mọi người ai cũng có ít nhất một xoáy trên đầu, câu trả lời thật thú vị khi không liên quan đến sinh học mà liên quan đến toán học, mà cụ thể hơn thì liên quan đến một định lý toán học có tên là định lý quả bóng lông, Haribo Theorem, hay định lý con nhím, Hedgehog Theorem.
Nguyên văn của định lý này như sau: không tồn tại trường vector tiếp tuyến khác không ở mọi nơi trên hình cầu S bình phương. Để cho dễ hiểu thì định lý quả bóng lông nói rằng một trường vector liên tục tiếp tuyến với một hình cầu phải có ít nhất một điểm mà tại đó vector bằng 0. Nếu như bạn vẫn thấy khó hiểu thì vận tốc gió trên bề mặt trái đất chính là một trường vector. Theo định lý, quả bóng lông luôn tồn tại ít nhất một điểm trên trái đất mà gió không thổi, hay chính là vận tốc gió bằng 0. Tương tự như vậy, giả sử bạn có một quả bóng hình cầu phủ đầy lông và bạn cố dùng lược để trải lông trên quả bóng đó, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có ít nhất một nhúm lông trên quả bóng đó dựng đứng lên. Bạn không tin thì cứ thử xem. Và nếu như bạn đang tự hỏi, cái định lý ngáo ngơ này thì có liên quan gì đến xoáy tóc trên đầu bạn, thì xin thưa rằng tâm của xoáy tóc trên đầu bạn chính là điểm mà trường vector tiếp tiến bằng 0 trong định lý của bóng lông. Tóm cái máy lại, lý do bạn có xoáy đầu là do định lý của bóng lông yêu cầu như vậy. Bạn Duy Hoàng muốn biết cách mà người ta tính vận tốc ánh sáng. Nếu như bạn không rốt đặc lý, mà kể cả khi bạn rốt đặc lý, bạn vẫn sẽ biết rằng vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Nếu áp dụng công thức này, bạn sẽ nhận ra rằng vận tốc của ánh sáng là không xác định. Đơn giản là bởi với những khoảng cách ngắn trên trái đất, ánh sáng sẽ xuất hiện một cách tức thời, hay chính là cần 0 giây để đi từ điểm đầu tới điểm đích. Và bạn thử làm phép toán chia cho 0 cho xem nào. Đó là lý do khiến trước thế kỷ 17, giới khoa học cho rằng ánh sáng được chuyển đi một cách tức thời. Nhà vật lý và thiên văn vĩ đại người Ý thế kỷ 16-17, Galileo Galilei, người được mệnh danh là bố đẻ của khá nhiều thứ như thiên văn học quan sát, vật lý hiện đại, phương pháp khoa học và khoa học hiện đại, từng cố gắng đo đạc tốc độ của ánh sáng thông qua thí nghiệm sau. Ông và phụ tá của mình, mỗi người xách một chiếc đèn lồng lên đỉnh một ngọn đồi cách nhau vài cây số. Cả hai chiếc đèn lồng đều bị che lại. Galileo sẽ mở chiếc đèn lồng của ông. Người phụ tá sẽ mở chiếc đèn của mình ngay khi anh ta nhìn thấy ánh sáng từ chiếc đèn của Galileo. Galileo ghi lại thời gian kể từ khi ông mở chiếc đèn của mình cho đến khi ông nhìn thấy chiếc đèn của người phụ tá, từ đó tính ra được thời gian di chuyển của ánh sáng giữa hai ngọn đồi. Thế nhưng như đã trình bày bên trên, tốc độ của ánh sáng là quá nhanh đối với những thí nghiệm kiểu như thế này. Người đầu tiên thực sự đo được tốc độ ánh sáng là nhà thiên văn học người Đan Mạch Ørømer. Theo đó, vào năm 1676, Ørømer đã tiến hành quan sát vệ tinh Io của Mộc Tinh và nhận ra rằng tùy thuộc vào vị trí của trái đất, mặt trời và sao Mộc, có thể có sự chênh lệch lên tới 22 phút giữa thời gian được dự đoán của hiện tượng nguyệt thực trên Io và thời gian thực tế mà chúng xảy ra. Ông đã phỏng đoán chính xác rằng điều này là do thời gian ánh sáng chuyển từ sao Mộc đến trái đất thay đổi khi khoảng cách giữa hai hành tinh này thay đổi. Bằng cách làm toán, Ørømer đưa ra con số 214.000 km/s cho vận tốc ánh sáng. Sai số chủ yếu đến từ việc khoảng cách giữa các hành tinh vẫn chưa được đo đạc một cách chính xác vào thời điểm đó. Kể từ đó đến nay, các nhà khoa học đã sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau với độ phức tạp và chính xác ngày càng cao để đo vận tốc ánh sáng. Thế nhưng, tự chung lại, chúng đều tuân theo nguyên lý trong thí nghiệm đèn lồng của Galileo, đó là phát ra tia sáng ở một đầu, nhận tia sáng phản xạ ở đầu còn lại, ghi lại thời gian tia sáng cần để di chuyển khoảng cách đó, sau đó rút máy tính ra bấm. Một trong những thí nghiệm với độ chính xác cao nhất đã được tiến hành vào năm 1972. Một nhóm các nhà khoa học tại Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ sử dụng phương pháp giao thoa kế laser, hiểu nôm na là phương pháp đo bước sóng của bức xạ điện từ để xác định tốc độ ánh sáng, đã xác định được tốc độ của ánh sáng trong chân không là 299.792.456,2 m/s với sai số khoảng 1 m/s. Đến năm 1983, Hội nghị chung về khối lượng và đo lường lần thứ 17 đã định nghĩa 1 mét là quãng đường mà ánh sáng di chuyển được trong chân không trong 1/299.792.458 của 1 giây. Do đó, tốc độ của ánh sáng trong chân không bắt buộc phải là và chính xác là 299.792.458 m/s. Tóm theo máy lại, vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Mình không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.